Trước khi nổi tiếng, Dương Lâm từng múa lửa, Mr. Đàm là thợ cắt tóc, một ngọc nữ còn giao cơm kiếm sống. Học diễn viên ra mà đi múa lửa nó chua chát lắm, cho nên khát khao là đi được làm nghề. Nhìn vào sự nổi tiếng, độ giàu có của các ngôi sao làng giải trí ở thời điểm hiện tại, ít ai ngờ rằng họ từng có quá khứ cơ cực, phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Để có được hào quang, họ đã phải hy sinh, đánh đổi bằng sự nỗ lực, cố gắng suốt nhiều năm. Trước khi trở thành ngôi sao show giải trí, xây dựng cơ ngơi hoành tráng, lo cho vợ và ba con, Lê Dương Bảo Lâm từng là chàng trai tỉnh lẻ nghèo khó, lao động chân tay ở đất Sài Thành. Dù đã nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ nam diễn viên khi ta 25 rũ bỏ quá khứ khó khăn. Trong một buổi trò chuyện mới đây với điện ảnh.net, anh chia sẻ ở tuổi 25, bản thân đang đi múa lửa để kiếm sống, nghĩ đến cảnh được học hành trong trường sân khấu bài bản, ước mơ trở thành diễn viên mà phải múa lửa, Dương Lâm cảm thấy chua xót vô cùng. Câu chuyện làm thợ cắt tóc trước khi thành sao của Đàm Vĩnh Hưng đã quá nổi tiếng trong làng giải trí. Thậm chí, anh còn là thần tượng của nhiều nhà tạo mẫu tóc. Mãi sau này, Mr. Đàm vẫn thường xuyên tạo kiểu tóc cho những người mà anh yêu mến và không hề che giấu quá khứ khó khăn. Theo ông Hoàng Nhạc Việt chia sẻ, công việc khi đó của anh chỉ là đứng cho thợ chính sai vặt, học lỏm đôi chút bí kíp làm nghề. Dù sở hữu nhan sắc nam thần cùng giọng hát cao vút nhưng ai có ngờ, Đan trưởng lại từng bươn trải nhiều nghề như thợ tiện, thợ in lụa, bán bánh mì, làm bút bi thủ công. Bởi gia đình khó khăn nên anh phải phụ giúp bố mẹ nuôi ba em gái ăn học. Mãi sau này, khi tình cờ gặp ông bầu Hoàng Tuấn, tài năng của Đan trưởng mới được phát hiện. Cuộc đời anh bước sang trang mới và trở thành nam ca sĩ được yêu thích nhất nhì làng giải trí những năm 2000. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng danh hài đình đám đất Bắc như Quang Thắng từng phải đi đẩy xe bò thuê, buôn quần áo đường dài, làm lơ xe tuyến Hà Nội Hải Phòng để kiếm sống. Những năm tháng trước khi bén duyên với sân khấu, anh thậm chí còn kiêm cả vị trí bốc vác, phụ giúp nhiều việc vặt ở bến xe. Nhưng khi kể về thời gian khó khăn ấy, chưa bao giờ anh than thở mà coi đó là trải nghiệm quý báu để bản thân có thêm bản lĩnh và nghị lực sống. Vất vả chẳng kém danh hài Quang Thắng đó chính là MC Quyền Linh. Lớn lên với tuổi thơ đầy cơ cực, nghèo khó, đến khi vào học trường sân khấu điện ảnh nuôi mộng làm diễn viên, anh lại làm đủ thứ nghề để trụ được trên đất Sài Gòn. Nam diễn viên từng chạy bàn, giữ xe, lượm ve chai. Anh từng tâm sự không biết bao lần tủi thân mà bật khóc trước cổng chợ mùa mưa. Nam MC kể lại, ngày xưa tôi mặc quần xấu, tôi bước đến nơi cách 10 mét họ đã đuổi đi rồi. Có lần tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì ký túc xá đóng cửa rồi. Tôi đi ngang chỗ bán cháo trắng, đói quá mà không có tiền. Tôi quyết định vào xin một tô cháo. Chị đó nói đợi bán hết không còn khách thì chị cho. Tôi ngồi chờ đến 3 giờ sáng đến mức nồi cháo không còn gì. Cũng may là cháo khét, không ai mua nữa thì chị cho tôi. Tôi phụ rửa chén với chị. Sau đó tôi trở thành người phục vụ cho chị bán cháo. Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng từng phải sớm bươn trải kiếm sống bằng nhiều nghề. Cô từng làm pha chế tại một quán giải khát, nhân viên bán mỹ phẩm, quần áo thời trang. Dẫu vất vả nhưng cô luôn cảm thấy những công việc ấy mang lại cho bản thân kinh nghiệm sống quý báu. Không phải ai cũng biết ngọc nữ màn ảnh Tăng Thanh Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Tuổi thơ cơ cực khiến nàng dâu hào môn phải tự mưu sinh, kiếm sống. Cô từng bán nước mía, phụ mẹ nấu cơm rồi đạp xe giao đồ ăn cho khách. Nhưng may mắn đã mỉm cười giúp cô gặp được đoàn phim Dốc Tình. Kể từ đó, cô vụt sáng thành sao, thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Có thể thấy, không phải ngôi sao nào cũng sinh ra đã nổi tiếng. Con đường thành công của họ chẳng hề có hoa hồng như mọi người nghĩ mà phải đánh đổi bằng nhiều công sức, nỗ lực để có được. Nếu bạn đích thị là một chiếc camera chạy bằng cơm hoặc chỉ đơn giản là ham mê hóng hớt thì Rình Sao là nơi dành cho bạn.